Thì thường nếu do sỏi thận thì bệnh nhân chúng ta hay gặp là tiểu ra máu, và số lượng thì có thể nhiều hoặc là có thể ít. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà ra máu nhiều mà thường xuyên thì có thể là những cái bệnh trường hợp bệnh lý có thể là u thận niệu quản. Còn những cái trường hợp mà thiểm niệu vô niệu thì ít gặp, nó chỉ gặp trong những trường hợp mà cái cơn đau quặn thận là có thể gặp, hoặc là nếu bệnh nhân có suy thận thì mới có triệu chứng thiểm niệu vô niệu. Và khi ở giai đoạn muộn, ở cái ứ nước lâu ngày mà không được giải quyết thì có thể nó dẫn đến các cái tổn thương của cái vùng kẽ thận, và nó sẽ làm cho cái rối loạn cô đặc nước tiểu, và bệnh nhân sẽ có dấu hiệu nước tiểu đái nhiều, nước tiểu trên 2 lít một ngày. Về dấu hiệu nhiễm khuẩn thì có thể bệnh nhân có cái triệu chứng là tiểu buốt, rát hoặc nước tiểu đục. Bệnh nhân có thể có sốt cao hoặc là sốt nhẹ gai rét, hoặc là sốt cao kèm theo rét run nếu mà có nhiễm khuẩn đường tiết niệu trên, và nếu là nhiễm khuẩn huyết thì cái sốt cao rét run kéo dài. Về khai thác tiền sử bản thân và gia đình thì có trường hợp bệnh nhân đã từng có cơn đau quặn thận và đã từng được chẩn đoán là gây chứng thận tiết niệu, hoặc là đã có cái lịch sử mà đã điều trị phát hiện ra các khối u vùng bụng tiểu khung, đã phẫu thuật hoặc chưa phẫu thuật, thì cái này cái chị hỏi bệnh chúng ta phải khai thác kỹ các cái tiền sử để chúng ta có cái định hướng chẩn đoán. Về khám thực thể thì khám thận, bệnh vỗ hông lưng thì bệnh nhân sẽ có đau tức một hoặc hai bên, ấn điểm niệu quản trên hoặc giữa thì nếu bệnh nhân có thường có sỏi, thường đau trong sỏi niệu quản, dấu hiệu chạm thận hoặc là bập bệnh thận dương tính thì chúng ta chỉ gặp trong trường hợp bệnh nhân mà có ứ nước nặng, thận to nhiều thì chúng ta mới phát hiện được. Còn những trường hợp mà ứ nước nhẹ thường là thận nó chỉ to ít, chúng ta không phát hiện được khi khám lâm sàng. Và có nhiều trường hợp là khám lâm sàng không phát hiện được bất thường bởi vì là bệnh nhân không có dấu hiệu đau, rồi cũng không có dấu hiệu thận to. Về khám toàn thân, tăng huyết áp có thể gặp ở khoảng 1 phần 3 bệnh nhân, mà cái mức độ tăng huyết áp thì thường là nhẹ hoặc trung bình, và đa số thì bệnh nhân không có dấu hiệu bất thường khác về toàn thân trừ khi bệnh nhân có các biến chứng. Và cái biến chứng thường gặp nhất đấy là nhiễm khuẩn. Nhiễm khuẩn thì sẽ có sốt, sẽ có tình trạng nhiễm khuẩn như là mày mặt hốc khác, rồi môi khô lưỡi bặt thì đấy, cái đấy. Trường hợp mà bệnh nhân mà ở cái giai đoạn mà muộn mà chưa được điều trị thì bệnh nhân có cái suy thận thì chúng ta sẽ thấy biểu hiện lâm sàng của suy thận, tức là bệnh nhân có thể có phù, có da xanh, có thể có buồn nôn, ăn kém, mệt mỏi hoặc là nôn. Nhưng mà trong trường hợp bệnh nhân mà có các cái bệnh lý, ví dụ bệnh lý về khối u, ví dụ như là ung thư này, u lympho này, thì cái thể trạng chung của bệnh nhân thì bệnh nhân sẽ có cái gầy sút và cái suy kiệt. Về khám các cái bộ phận khác thì khám bụng chúng ta có thể sờ thấy, trong trường hợp nếu bệnh nhân có cái u thì chúng ta có thể sờ thấy cái u trong ổ bụng, hoặc là trong ổ bụng ví dụ như trong trường hợp của thường thường gặp nhất đấy là cái u cái vùng tiểu khung, u tử cung buồng trứng, là cái khối u ở khu vực đó thì nó rất hay di căn hoặc xâm lấn vào cái niệu quản, thì nó sẽ gây ra các cái triệu chứng mà có khi nhiều khi chúng ta phát hiện ra cái thận ứ nước, và sau đấy đi tìm nguyên nhân thì chúng ta phát hiện ra các cái u này. Thì ngoài cái triệu chứng thận ứ nước ra thì bệnh nhân có thể có cái triệu chứng gợi ý của cái tổn thương, ví dụ như là đau vùng hạ vị, ví dụ như bệnh nhân có ra máu âm đạo. Đấy. Rồi những trường hợp mà bệnh nhân mà có u của đại trực tràng, nhất là cái vùng trực tràng, u vùng trực tràng thì nó hay xâm lấn vào cái vùng bàng quang, niệu quản, ở cái vị trí mà niệu quản đổ vào bàng quang. Thế nhưng ngoài cái giãn đài bạch thận ra thì chúng ta có thể bệnh nhân khai thác thì bệnh nhân sẽ có những triệu chứng về đường rối loạn về tiêu hóa. Ví dụ như là bệnh nhân đi ngoài nhiều lần, hoặc là táo bón, hoặc đi ngoài khuôn phân nhỏ, khuôn phân dẹt, hoặc là bệnh nhân có thể có cái đi ra phân mà nhầy lẫn máu. Cái này cái phần các triệu chứng này mà giống như các bạn mà học ở tiền lâm sàng đấy, thì cái phần triệu chứng phân thì nó sẽ có ngoài cái triệu chứng của cái phát hiện của cái thận ra thì chúng ta có thể có triệu chứng khác của tại cái định lý của cơ quan
tổn thương. Về xét nghiệm cận lâm sàng, chụp X quang hệ thận tiết niệu không chuẩn bị, thì trong trường hợp mà thận ứ nước do sỏi, thì nếu mà sỏi cản quang thì cái chụp X quang hệ tiết niệu có thể phát hiện được đến 90% trường hợp. Và qua cái chụp X quang hệ tiết niệu, nếu mà phim chụp tốt thì chúng ta có thể thấy được cái bóng thận nó nằm ở hai bên cơ đái chậu, và cái bóng thận nếu nhìn thấy chúng ta có thể so sánh hai bên, chúng ta có thể thấy một bên thận to hơn bình thường. Đấy, tuy nhiên là chụp X quang hệ thận tiết niệu nó sẽ có một số cái nhược điểm của nó, có thể là ví dụ chúng ta sẽ bị nhầm giữa cái sỏi thận với cái sỏi phân hoặc là cái hạch thoái hóa, hoặc là trong trường hợp mà ví dụ cái sỏi này mà nó nằm ở cái vị trí mà trùng với xương ấy, thì nó sẽ không phát hiện được, bởi vì nó cái cản quang của nó thì gần như trùng với cái độ cản quang của xương. Siêu mổ bụng thì đây là một cái kỹ thuật rất là thường gặp. X quang hệ tiết niệu không chuẩn bị và siêu mổ bụng là hai xét nghiệm gần như đầu tay về cận lâm sàng. Thì cái siêu âm thì chúng ta sẽ thấy ngay cái thận ứ nước, và cái thận ứ nước này nó có kèm theo niệu quản ứ nước hay không, và chúng ta sẽ thấy được cái đánh giá được cái mức độ ứ nước, rồi sẽ xem xét được cái tình trạng dịch. Nếu là dịch nó đồng nhất thì thường là ứ nước không thôi, còn nếu mà thấy dịch đục thì có thể là đã có cái nhiễm khuẩn kèm theo, và có thể là đã chuyển sang cái ứ mủ rồi, nên là biến chứng nhiễm khuẩn nặng rồi. Nếu chúng ta qua siêu âm, chúng ta có thể phát hiện được các cái nguyên nhân gây ứ nước, ví dụ như là các cái dị dạng bất thường, ví dụ như là sỏi, đúng không? Thì chúng ta có thể phát hiện được một số nguyên nhân. Tuy nhiên siêu âm vẫn có hạn chế, bởi vì siêu âm thì những cái trường hợp mà bệnh nhân là bụng đầy hơi này, bệnh nhân mà có thông thường là phát hiện cái vùng thận hoặc là phần niệu quản bằng 3 trên 3 dưới với siêu âm sẽ tốt hơn, còn 1 phần 3 giữa thì thường là sẽ bị che lấp bởi cái đại tràng, thành ra là khó đánh giá những cái tổn thương. Chụp CT scanner ở bụng thì trong trường hợp mà siêu âm X quang không phát hiện được cái tổn thương, chúng ta sẽ chỉ định cái chụp cắt lớp vi tính ở bụng. Thì nó có hai kỹ thuật, chúng ta thường mà nếu thông thường chúng ta sẽ chỉ định là không tiêm thuốc cản quang, còn một số trường hợp thì chúng ta sẽ chỉ định tiêm thuốc cản quang. Thế thì nếu không tiêm thuốc cản quang thì chúng ta cũng đã đánh giá được là thứ nhất là có ứ nước hay không này, thứ hai là mức độ ứ nước thế nào, thứ ba là nguyên nhân gây ứ nước này, thứ tư là cái vị trí mà tắc nghẽn có thể đánh giá chính xác được, và thứ năm nữa là chúng ta có thể phát hiện được các cái bệnh lý trong ổ bụng tiểu cung. Đấy, trường hợp mà chụp cắt lớp có tiêm thuốc cản quang thì cái này nó cho phép chúng ta đánh giá cái chức năng thận hoặc là đánh giá cái hình dạng của cái đường bài xuất để chúng ta tiên lượng cái ví dụ nếu bệnh nhân mà có cái chỉ định phẫu thuật chẳng hạn, thì chúng ta sẽ đánh giá cái chức năng thận, rồi chúng ta tiên lượng cái việc mà chúng ta sẽ tiến hành thủ thuật, lựa chọn cái kỹ thuật để can thiệp, ví dụ thế. Đấy, ví dụ như nếu chẳng may mà mình chụp lên mình thấy cái đường bài xuất nó bị tắc, bị hẹp, mà khả năng là không đưa được ống soi lên, thì mình sẽ không làm cái kỹ thuật mà nội soi ngược dòng tán sỏi, ví dụ như vậy. Về chụp xạ hình chức năng thận thì đây là một cái kỹ thuật rất là tốt, nó cho phép đánh giá chức năng thận từng bên và xem xét được vị trí này, kích thước này, giải phẫu về thận. Và những trường hợp bệnh nhân suy thận thì thường là chống chỉ định chụp mà cắt lớp vi tính mà có tiêm thuốc cản quang, hoặc là những bệnh nhân có mẫn cảm thuốc cản quang thì chúng ta chỉ định cái xạ hình chức năng thận. Về xét nghiệm khác thì xét nghiệm về tế bào máu ngoại vi thì nếu không có gì bất thường thì xét nghiệm này là bình thường. Nếu có nhiễm khuẩn thì có bạch cầu cao, còn nếu mà có suy thận thì thường bệnh nhân sẽ có thiếu máu. Xét nghiệm về sinh hóa thì chúng ta sẽ làm các xét nghiệm về đánh giá chung về đường, rồi về chức năng thận, chức năng gan. Thì nếu trường hợp mà có suy thận thì có thể creatinine sẽ tăng. Về nước tiểu thì chúng ta làm tổng phân tích bình thường. Trong trường hợp mà bệnh nhân mà nghi có nhiễm khuẩn thì chúng ta sẽ tiến hành soi, lấy nước tiểu soi vi khuẩn nhuộm gram hoặc là cấy vi khuẩn.
Trong trường hợp mà nghi có nhiễm khuẩn huyết, chúng ta sẽ tiến hành cấy máu. Và một số trường hợp thì có thể có cái chỉ định các cái xét nghiệm khác. Ví dụ như là chúng ta chỉ định cái kỹ thuật chụp niệu quản thận ngược dòng. Trong trường hợp chúng ta nghi tắc nghẽn là niệu quản mà các cái xét nghiệm khác đánh giá nó không không chắc chắn thì chúng ta sẽ làm cái kỹ thuật này. Thì trong cái kỹ thuật này chúng ta sẽ đưa một cái ống soi vào trong bàng quang và sau đó chúng ta sẽ tìm cái lỗ niệu quản để đưa một cái dụng cụ và một cái ống thông lên trên, và khi mà chúng ta đã đưa được ống thông vào trong niệu quản thì chúng ta sẽ bơm thuốc cản quang để thuốc cản quang đi từ dưới lên, nó dừng lại chỗ nào thì phía trên nó là tắc nghẽn. Chụp cái thận tĩnh mạch có bơm thuốc cản quang mà người ta hay gọi tắt là UIV thì cái kỹ thuật này nó cho phép đánh giá vị trí này, nguyên nhân gây tắc này và đánh giá chức năng thận. Thì đây là cái kỹ thuật mà trước đây chúng ta rất hay dùng, nhưng mà bây giờ thì ở một số cái cơ sở mà khi người ta có cái chụp cắt lớp rồi thì cái chụp IV người ta ít ít làm hơn. Chụp cộng hưởng từ thì chúng ta chỉ định trong những trường hợp mà cũng để đánh giá vị trí nguyên nhân gây tắc, nhưng mà chúng ta thường thường là chỉ định trong những trường hợp mà nó có chống chỉ định chụp CT hoặc là những trường hợp mà có nghi cái khối u ở bụng hoặc tử cung thì chụp MRI thì nó sẽ cho kết quả đánh giá các cái khối u tốt hơn. Đây là một cái hình minh họa về một cái siêu âm thận bình thường. Các bạn sẽ nhìn thấy, tôi sẽ nhìn các bạn thấy đây là cái vùng thận trên siêu âm. Cái vùng đen đây, cái vùng toàn bộ cái vùng đen đây, đây là vùng nhu mô thận. Cái vùng trắng đây là vùng tùy thận và nó sẽ ra cái đài về thận ở đây. Đây là một cái trường hợp các bạn sẽ nhìn thấy các cái ổ giãn. Đây cái các cái đài thận nó tù ra giãn, bề thận giãn. Thì nhìn ở đây có một cái hình rất là trắng này, hình trắng cong cong này, đậm. Và ở dưới đây nó có cái cản âm này. Đấy, đây là một cái sỏi nó ở ngay cái vị trí mà bề thận niệu quản nó gây cái tắc nghẽn cái đường ra mà nó gây giãn lành thận. Đây là của một cái hình chụp thận tiết niệu thường thì chúng ta sẽ nhìn thấy sỏi là cái hình chấm trắng ở đây, chúng ta cũng nhìn thấy cái bóng thận, người ta vẽ theo cái đường viền viền rời này. Đây là thấy bóng thận đấy, người ta nhìn thấy hình của bóng thận thì mình sẽ so sánh cái hình bóng thận này bên trái với bên phải để xem nó to hay nó nhỏ. Đây là minh họa của cái chụp thận mà có bơm thuốc cản quang đường tĩnh mạch gọi là UIV, chụp UIV thì nó cho phép là đánh giá cái chức năng bài xuất của hai thận, xem bài xuất có bình thường hay không, có chậm hay không, hay là mất chức năng bài xuất hay không. Thì đây là một cái quả thận bình thường mà cái chức năng bài xuất cả hai bên đều đẹp và nó hiện lên cái hình của toàn bộ cái đài bề thận này rất là đẹp và niệu quản hai bên thuôn đều và nó đổ xuống bàng quang và thuốc nó xuống bàng quang rất là đẹp. Đây là một cái hình minh họa để chụp UV để thấy là cái thận ở bên phải thì chúng ta vẫn nhìn thấy bình thường, nhưng ở bên trái này này thấy cái đài về thận giãn to này, niệu quản giãn to này. Đây là một cái hình chụp cắt lớp mà chúng ta cắt ngang, chúng ta thấy thận bên phải bình thường, thận bên trái này nhìn cái hình đen này này là bắt đầu có cái giãn lại về thận. Và đây mình giãn lại về thận đấy. Về chẩn đoán xác định thận ứ nước thì về lâm sàng thì có thể có đau vùng hông lưng âm ỉ hoặc cơn đau quặn thận này, có thể có rối loạn tiểu tiện này, có thể có nhiễm khuẩn này, dấu hiệu nhiễm khuẩn này, dấu hiệu vỗ hông lưng thì dương tính, dấu hiệu chạm thận bọc bề thận thì có thể dương tính trong trường hợp thận to. Về cận lâm sàng thì để chắc chắn với chẩn đoán thì chúng ta phải làm cận lâm sàng siêu âm
thận ứ nước, đấy là cái chẩn đoán chính xác nhất để chúng ta cho thấy là có thận ứ nước, hoặc là X quang hệ thận tiết niệu thường để chúng ta thấy được nguyên nhân của thận ứ nước là ví dụ sỏi. À, chụp cắt lớp thì chúng ta sẽ đánh giá, ngoài đánh giá thận ứ nước đánh giá nguyên nhân, và xét nghiệm nước tiểu trong những trường hợp mà thận ứ nước thì có thể thấy hồng cầu, bạch cầu niệu, và nếu có một cái bội nhiễm thì chúng ta có thể thấy vi khuẩn niệu. À, xét nghiệm máu thì trong trường hợp mà nếu bội nhiễm thì có thể bạch cầu cao, hoặc có thể có cái suy giảm chức năng thận. Về chẩn đoán mức độ ứ nước thì người ta phân ra theo cái này là theo cái mức trên siêu âm, bình thường độ 0 hoặc đài thận không giãn, độ 1 thì giãn nhẹ nhưng mà đài thận nhu mô thận vẫn dày bình thường, độ 2 bể thận bắt đầu giãn nhẹ, đài thận bắt đầu cũng giãn nhưng mà vẫn bảo tồn cấu trúc nhu mô thận, và đến độ 3 thì bắt đầu đài thận giãn vừa và bắt đầu có sự tù của phễu và dẹt của nhu thận, mà nhu mô thận bắt đầu mỏng. Độ 4 thì lúc này là thận đã giãn to rồi, đường kính bể thận trước sau là trên 15 mm và mất ranh giới đài bể thận và nhu mô thận mỏng. Đấy là các cái phân độ bể thận ứ nước. Đây là một cái hình minh họa, đây là hình thận bình thường. À, thận bắt đầu ứ nước nhẹ, cái thận bình thường không có, đây thận bắt đầu ứ nước nhẹ thì nhìn cái phần nhu mô nó vẫn ở bình thường. Đến tiếp theo độ 2 thì cái phần nhu mô nhìn vẫn bình thường, nhưng cái mức độ ứ nước, cái bể thận nó đã giãn to hơn rồi. Đến độ 3 thì bắt đầu các cái đài bể thận giãn phình như này và cái nhu mô bắt đầu mỏng, bạn nhìn thấy cái phần nhu mô mỏng. Và đến độ 4 thì nó giãn, nó có thể gây biến dạng cái thận và nhu mô gần như mỏng. Đây người ta vẽ này, nhưng có trường hợp có thể mỏng gần như là mất hết cái nhu mô. Đây là một cái hình minh họa về các mức độ thận ứ nước. Đây trường hợp trên siêu âm, đây siêu âm, hình siêu âm ở phía dưới này, còn phía trên người ta vẽ minh họa để cho các bạn nhìn rõ hơn. Thế thì đây, đây là cái dưới là cái thận ứ nước, để các bạn nhìn thấy cái hình đen đen đen, vô thận vẫn bình thường. Đấy, đến cái độ 2 thì bắt đầu là các cái đài thận bắt đầu giãn nhưng nhu mô vẫn còn dày. Đến là độ 3 thì các cái đài thận giãn to hơn, bắt đầu nhu mô, cái phần nhu mô bắt đầu mỏng lên, đài thận giãn to hơn. Và đến độ 4 này thì gần như các bạn nhìn cái phần nhu mô rất là khó để đánh giá, giãn tướng luôn. Về chẩn đoán nguyên nhân thận ứ nước thì trên lâm sàng thường gặp nhất đấy là sỏi thận thực quản, còn ngoài ra thì còn có các nguyên nhân khác, như ví dụ chúng ta có thể gặp đấy là u bể thận hoặc là u niệu quản, u bàng quang chèn ép vào, hoặc là có khối u chèn ép từ bên ngoài vào, như là u, các cái khối u ở vùng tiểu khung, tử cung, buồng trứng, đại trực tràng. Bệnh nhân có thể có cái sơ hóa sau khúc mạc, hoặc là cái trường hợp bệnh nhân có thể là bị cắt hoặc thắt vào niệu quản, hẹp niệu quản sau mổ lấy sỏi. Đây là những cái thủ thuật mà có thể gặp trong quá trình mà phẫu thuật viên người ta phẫu tích các cái phẫu thuật các cái tạng trong ổ bụng, cái việc mà thắt nhầm vào niệu quản có thể có. Và thực tế trên lâm sàng là tôi cũng gặp vài trường hợp rồi chứ không phải ít. Thì bệnh nhân sau phẫu thuật thì nước tiểu không có. Đấy, thì mình phải đi tìm các nguyên nhân. Lao thận hoặc hẹp khúc nối bể thận niệu quản, những cái này nó là cái dị dạng thường phát hiện từ cái lúc mà còn trẻ, trào ngược bằng quang niệu quản, hoặc là những trường hợp phụ nữ mang thai thì cũng có thể có thận ứ. Về chẩn đoán biến chứng về thận ứ nước thì cái nhiễm khuẩn là cái biến chứng thường gặp nhất. Nếu mà trường hợp nặng là bệnh nhân có cái biểu hiện trên lâm sàng là viêm thận bể thận cấp, thì bệnh nhân có đau hông lưng, sốt, đái buốt, đái rắt, đái đục. Thế nếu mà để lâu mà chưa được giải quyết thì cái viêm thận bể thận cấp này nó có thể rất nhanh chóng chuyển sang nhiễm khuẩn huyết. Bởi vì các bạn biết là ở cái bài viêm thận bể thận cấp tôi đã trao đổi rồi, là cái nhiễm khuẩn ở đây là nhiễm khuẩn gram âm, cho nên là nhiễm khuẩn gram âm thì nó có thể chuyển sang nhiễm khuẩn huyết rất nhanh, có thể chỉ trong vòng 24 giờ từ một cái viêm thận bể thận nó có thể chuyển sang nhiễm khuẩn huyết, một thấy vi khuẩn trong máu thì đã tìm thấy vi khuẩn.
Và một cái tiến triển khác là nếu mà viêm thận thận cấp mà mình điều trị không không đầy đủ hoặc là không được điều trị thì nó sẽ tiến triển đến mức nặng hơn, đấy là ứ mủ về thận hoặc là tạo ra một cái ổ và áp xe ở thận hoặc quanh thận. Những cái trường hợp như này thì bệnh nhân lâm sàng rất là nặng. Khi mà đã có áp xe thận quanh thận thường là sẽ có nhiễm khuẩn huyết, và cái tại chỗ ở cái vùng mà vùng lưng hoặc vùng bụng thì nó là những cái tổn thương có thể nó viêm nhiễm, nó làm phồng đỏ toàn bộ cái vùng bụng, sờ vào bệnh nhân đau đó. Thế đương nhiên chứng suy thận thì nếu trong trường hợp mà có cái có thể có cái suy thận cấp, nếu trong thường gặp nhất trong cái trường hợp mà tắc nghẽn cấp mà thường là do sỏi, thì bệnh nhân có thể có một cái gây vô niệu phản xạ và dẫn đến một cái suy thận cấp. Thế còn chứ những trường hợp mà ứ nước kéo dài không thể giải quyết thì nó dần dần nó dẫn đến các tổn thương, sẽ dẫn đến suy thận mạng. Còn biến chứng mà gọi là vỡ đại thận, cái này hiếm gặp, thể giãn rất là to hoặc gặp một cái chấn thương tác động gì đó thì nó có thể vỡ đại thận, và lúc đó thì nước tiểu thoát ra quanh thận sau phúc mạc thì nó sẽ gây ra một cái nhiễm trùng rất là về chẩn đoán phân biệt. Thứ nhất là chẩn đoán phân biệt đau do nguyên nhân khác. Thế cái đau ở vùng hố sườn lưng thì chúng ta phải phân biệt với các trường hợp gây đau lưng khác. Một cái này trên lâm sàng chúng ta rất hay gặp, nhất là cái người lớn tuổi đến người ta kêu đau lưng thì chúng ta cũng phải, ngoài cái việc mà chúng ta thường là phải làm cái một cái chẩn đoán là hai nguyên nhân thường là như thế, về thoái hóa cột sống thắt lưng và kiểm tra về cái thận. Rồi cũng có trường hợp mà có một cái đau lưng cấp của thoát vị đĩa đệm thì chúng ta cũng cần phải kiểm tra. Nhưng thường là những trường hợp đau lưng như thế này thì nó sẽ nước tiểu nó sẽ không có vấn đề gì. Và những cái trường hợp đau bụng, những cái đau bụng thì thường là gây ra trong trường hợp ví dụ sỏi thực quản, nó có cái cơn đau điển hình là cái cơn đau bạn thận, thì chúng ta có thể nhầm với các cái trường hợp bụng cấp. Còn những trường hợp đau âm ỉ thì có thể nhầm với các cái đau khác như của đại tràng, nếu ở bên phải thì có thể nhầm với viêm ruột thừa, viêm phần phụ đấy. Thế còn những cái đau này thông thường là cả đau bụng hay đau lưng do các nguyên nhân khác thì nó thường không kèm theo các rối loạn về tiểu tiện, xét nghiệm nước tiểu thường là bình thường. Phân biệt với bệnh thận đa nang thì trong bệnh thận đa nang thì một số trường hợp mà thận giãn to ví dụ độ thường là độ 4 thì một số bác sĩ không có kinh nghiệm thì sẽ chẩn đoán nhầm với cái thận đa nang. Thế còn thận đa nang thì thường là người ta sẽ là những cái nang mà nó chứa nước, và thường nó có nhiều nang và nó có thành nang vỏ mỏng, và các nang này thường nó không thông với bể thận. Về các cái bệnh lý khác như là nang cạnh đài bể thận thì ít gặp, vôi hóa nhu mô thận, thắt thận, giãn đài bể thận bẩm sinh, túi thừa đài thận, cái này nó cũng bệnh này ít gặp hơn. Về điều trị nội khoa thận ứ nước thì điều trị chung thì nếu mà có thận ứ nước thì mà lại đang có cơn đau quặn thận hoặc là thận ứ nước nặng thì chúng ta không được phép là uống nước nhiều hoặc cũng không được phép dùng lợi tiểu. Bệnh nhân có đau thì chúng ta sẽ dùng thuốc chống viêm giảm đau nonsteroid, mà trong trường hợp đau nhiều ví dụ cơn đau quặn thận mà dùng các thuốc kia không đỡ thì ta có thể dùng nemocin. Về kháng sinh thì sẽ dùng khi bệnh nhân có nhiễm khuẩn. Còn những cái trường hợp mà nhiễm khuẩn nặng mà viêm thận bể thận hoặc ứ mủ nhiễm khuẩn huyết thì những trường hợp như vậy thì chúng ta phải cấy tiểu này, cấy máu này để làm tìm vi khuẩn trước, sau đó mới được dùng kháng sinh. Và kháng sinh ở đây thì thường là chúng ta sẽ dùng các kháng sinh có phổ rộng, bởi vì trong thời gian chờ cấy, kết quả cấy nó phải mất độ khoảng 3 ngày, nhanh thì 2 ngày nếu không phải 3 ngày, thì chúng ta phải dùng ngay kháng sinh. Dùng kháng sinh phổ rộng có thể phủ được cả gram dương gram âm, hoặc là chúng ta dùng kết hợp kháng sinh. Thì các kháng sinh ở đây có thể nhóm cephalosporin thế hệ 3 này, người viết tắt là C3G này, nhóm fluoroquinolone hoặc etacanem. Và khi có kết quả cấy khuẩn, nếu mà có mọc vi khuẩn thì chúng ta sẽ làm cái kháng sinh đồ, và chúng ta sẽ điều chỉnh kháng sinh theo cái kháng sinh nào mà nhạy nhất trên kháng sinh đồ. Nếu bệnh nhân có tăng huyết áp thì điều trị tăng huyết áp, mà nếu có các biến chứng khác ví dụ như đái máu số lượng nhiều thì chúng ta sẽ dùng thuốc cầm máu. Nặng thì chúng ta, nếu trong trường hợp nặng mà mất máu thì chúng ta sẽ phải chuyển máu.
Rồi nếu có thiếu máu thì điều trị thiếu máu, là suy thận điều trị suy thận, hoặc có rối loạn nước điện giải. Cái này thì ít gặp thôi, nhưng mà nó thường là chỉ gặp trong trường hợp suy thận thôi. Thì tức là có triệu chứng hoặc biến chứng nào chúng ta sẽ điều trị. Còn trong trường hợp mà suy thận giai đoạn cuối thì có thể là điều trị thay thế thận hoặc là suy thận cấp trong những trường hợp bệnh nhân vô niệu, thì chúng ta có thể tiến hành lọc máu. Về điều trị nguyên nhân, trong trường hợp thận ứ nước do sỏi thì tùy theo vị trí, kích thước, hình dạng sỏi, biến chứng kèm theo thì chúng ta sẽ có những cái chỉ định phù hợp. Thì cái phần mà điều trị sỏi này, cái bài sau tôi sẽ nói kỹ hơn. Còn về điều trị sỏi thì ở đây tôi nói lướt mà. Về điều trị tăng tổng chất sỏi thì trong trường hợp sỏi nhỏ dưới 5 mm nhẵn, và nhất là cái sỏi ở khoảng dưới 1/3 dưới mà nó không có cản trở dưới sỏi, đài về thận chỉ giãn nhẹ thôi, cơn đau khống chế được, thì chúng ta sẽ điều trị tăng tổng chất sỏi bằng cách là uống nhiều nước, cho thuốc giảm đau, rồi cho thuốc giãn cơ trơn, tăng vận động, rồi tán sỏi hoặc là phẫu thuật. Thì nó có các cái biện pháp như tán sỏi ngoài cơ thể, rồi tán sỏi nội soi, tán sỏi qua da và phẫu thuật lấy sỏi. Nếu không có chỉ định tán sỏi, tán sỏi thất bại. Cái phần này trong cái bài sỏi thận tôi sẽ nói kỹ hơn. Còn thận ứ nước do nguyên nhân khác, ví dụ như do hẹp khúc nối về thận niệu quản hoặc hẹp niệu quản sau phẫu thuật, thì cái này nếu có thể được thì người ta sẽ nong niệu quản và người ta đặt một cái stent để người ta vào cái chỗ mà hẹp để chống hẹp. Và cũng có trường hợp mà nó hẹp nặng quá không thể nong được thì người ta sẽ cắt nối lại niệu quản. Trường hợp mà thận ứ nước do chèn ép bởi khối u, thì nếu trong trường hợp mà người ta có chỉ khối u mà còn có chỉ định phẫu thuật thì người ta sẽ phẫu thuật lấy khối u để phục hồi lưu thông niệu quản. Thế còn nếu trong trường hợp mà không lấy được khối u thì người ta sẽ chuyển sang phương pháp điều trị khác, đó là dẫn lưu bạch thận. Người ta sẽ cái dẫn lưu này thì thường là nếu mà không không đặt catheter là thì người ta sẽ dẫn lưu qua da. Cái dẫn lưu này có thể là dẫn lưu tạm thời hoặc dẫn lưu lâu dài. Người ta sẽ đưa một cái catheter qua da vào trong bể thận để dẫn lưu nước tiểu ra ngoài. Những cái trường hợp mà bệnh nhân có cái thận ứ nước nhiễm khuẩn nặng mà nguyên nhân người ta thể trạng bệnh nhân chưa cho phép để giải quyết nguyên nhân, hoặc là giải quyết nguyên nhân lúc đó thì cái nguy cơ nhiễm khuẩn nó sẽ bùng phát, thì người ta sẽ dẫn lưu tạm thời và sau đó người ta điều trị kháng sinh. Khi bệnh nhân đã ổn định về cái tình trạng nhiễm khuẩn, lúc đó người ta mới tiến hành để giải quyết nguyên nhân. Và những trường hợp mà thận ứ nước ứ mủ nặng không giải quyết được nguyên nhân, ví dụ như có khối u chèn ép như phía trên này, thì chúng ta sẽ tiến hành dẫn lưu lâu dài. Nếu như trường hợp mà bệnh nhân mà có cái lý tiểu thì chúng ta có thể tiến hành thông đái. Về cái điều trị cắt thận thì chúng ta chỉ làm khi mà thận không còn khả năng bảo tồn chức năng và có bệnh nhân có cái biến chứng nhiễm khuẩn hoặc là bệnh nhân đau nhiều, thì lúc đó chúng ta tiến hành cắt thận. Đây cũng là một cái ví dụ về một cái hình ảnh của cái giãn đài bạch thận. Và đây ứ nước thận ở đây, đánh giá trên siêu âm ta tính là ứ nước độ 3. Và ở đây ngay cái chỗ da của bể thận thực quản có một hòn sỏi. Đây là một trường hợp mà cũng thận ứ nước và người ta thấy rằng là ở bàng quang đây, cái niệu quản đây, niệu quản giãn to và ngay cái chỗ đổ vào bàng quang niệu quản là cái vị trí mà dễ bị kẹt nhất, vì ở đây nó có cái van đổ vào từ niệu quản đổ bàng quang, cho nên là tất cả cái sỏi nó hay bị kẹt ở chỗ này. Đây là một trường hợp mà một cái dị dạng bẩm sinh hẹp cái chỗ nối bể thận niệu quản, và siêu âm thì thận nó giãn to và đài bể thận niệu quản ở phía dưới thì chúng ta nhìn thấy nó không giãn. Đây. Đây là một hình chụp mà cho chúng ta thấy rằng là cái thận giãn to, chức năng này vẫn còn như đài bể thận giãn to, còn thận bên này thì thuốc nó xuống hết. Đây là một cái dị dạng của thận
thận móng ngựa, và trong đó thì thận bên này để ứ nước. Đây các bạn nhìn đây này, cái hòn sỏi nằm đây, sỏi niệu quản nó gây ứ nước. Đây một cái làm cái chẩn đoán phân biệt thận đa nang này, các bạn nhìn thấy những cái nang này, và nó có cái vỏ nang ở đây đấy, nó có rất nhiều nang và bao quanh các nang nó là những cái vỏ. Đây là một trường hợp thận bị tổn thương khá nặng đây, nhìn thấy so với bên này, này các bạn nhìn thấy nó vẫn còn hình hạt đậu cắt ngang đây, còn bên này nó biến dạng toàn bộ, chẳng nhìn thấy cái rốn thận đâu cả. Thì đây là một trường hợp này ứ mủ này, vừa ứ mủ vừa thâm nhiễm quanh thận mà do sỏi, mà sỏi cải tiến. Đây là một trường hợp mà bệnh nhân có các thận đa nang, đây là các nang thận. Như vậy là tôi đã trao đổi với các bạn xong về cái bài thận ứ nước. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục sang bài sỏi thận tiết niệu, và cuối buổi thì các bạn có gì cần trao đổi chúng ta sẽ trao đổi luôn nhé. Các bạn sẽ tạm nghỉ khoảng 5 phút nha. Trong thời gian này các bạn nếu ai muốn hỏi thì các bạn cứ hỏi. Chào chị. Chắc là đang chơi cho nên chơi. Về mục tiêu của bài này, sau khi học xong bài này thì các bạn sẽ trình bày là các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của sỏi thận tiết niệu, và trình bày được một số tình huống cấp cứu do sỏi thận tiết niệu gây nên, và nêu được một số phương pháp cận lâm sàng trong chẩn đoán sỏi thận tiết niệu, nêu các biến chứng thường gặp của sỏi thận tiết niệu, và trình bày được hướng điều trị sỏi thận tiết niệu. Về sự thường gặp của sỏi thận tiết niệu thì đây là một cái bệnh lý thường gặp nhất của đường tiết niệu, và alo các bạn có thấy hình trên hình không nhỉ? Về tỷ lệ mắc thì nó tùy theo từng nơi, như thấp trung bình nó khoảng 2-3%, và một số nơi nó có thể lên đến 12%. Và Việt Nam chúng ta cũng là một cái nơi mà có nhiều người bị sỏi thận tiết niệu, và thường gặp ở người trưởng thành, và nam nhiều hơn nữ 2-3 lần. Và sỏi thì có thể gặp ở một hoặc nhiều vị trí, và trên một thận hoặc hai thận. Thì đa số là sỏi canxi, thì còn lại là sỏi acid uric hoặc cystine. Và cái tỷ lệ tái phát sỏi là cao. Người ta thống kê là người ta thấy sau khoảng 2 năm tái phát khoảng 40%, và sau 5 năm khoảng 50-80%. Và biến chứng thường gặp nhất của sỏi đấy là nhiễm trùng, ứ nước về thận như cái bài chúng ta vừa học, từ suy thận cấp, suy thận mạn. Về các yếu tố thuận lợi để thúc đẩy quá trình hình thành sỏi, đấy là những cái trường hợp mà giảm lưu lượng nước tiểu thường xuyên, nhiễm khuẩn tiết niệu, bất thường về giải phẫu, ví dụ như là hẹp không nói về thận niệu quản này, trào ngược bằng quang niệu quản này, thận móng ngựa này, tứ xa niệu quản. Rồi các yếu tố di truyền, như trường hợp mà có tăng oxalat niệu, cystine niệu, toan ống thận. Rồi các cái bệnh lý, ví dụ như bệnh nhân có cường tuyến thận giáp, hoặc là các cái bệnh lý ở đường tiêu hóa,
Rồi bệnh nhân sử dụng một số thuốc có thể liên quan đến làm tăng quá trình tạo sỏi, ví dụ như dùng quá liều vitamin D3, rồi quá liều vitamin C, hoặc là dùng thuốc acetazolamide. Về một số loại sỏi thường gặp mà cơ chế hình thành thì sỏi thường gặp nhất đấy là sỏi canxi. Thì nguyên nhân là do cái nước tiểu nó quá bão hòa với canxi. Thì để nước tiểu quá bão hòa canxi thì nó có một số cái cơ chế. Thứ nhất là do cái tăng tái hấp thu canxi ở ruột hoặc ống thận. Thì cái tăng tái hấp thu này thì ví dụ như trong những trường hợp mà chúng ta dùng vitamin D3 quá liều này, hoặc là cường thượng giáp này, đấy, chúng ta có thể thấy canxi niệu cao và có cái giảm do sản suy giáp niệu gặp trong những trường hợp nhiễm khuẩn tiết niệu hoặc là toan máu, hạ kali máu. Thì cái citrat này là có tác dụng, bình thường nó có tác dụng ức chế là kết tinh muối canxi. Khi nó giảm thì cái khả năng ức chế nó kém đi và khả năng kết tinh canxi nó sẽ tăng lên. Hoặc là do quá bão hòa oxalat niệu thì cái này gặp trong thức ăn có chứa nhiều oxalat hoặc là ngộ độc vitamin C. Thì hoặc là tăng oxalat niệu do cái rối loạn men chuyển hóa ở gan, hoặc là gặp trong những các cái bệnh lý về đường ruột thì nó sẽ có tăng oxalat niệu như là viêm tụy cắt đoạn ruột non, bệnh côn. Đấy là những bệnh lý nó sẽ gây tăng oxalat niệu. Ở những trường hợp mà bệnh nhân bị sỏi axit uric thì do nước tiểu quá bão hòa axit uric nó tạo nên sỏi giáp. Cái này mà sẽ chúng ta hay gặp nhất ở trên lâm sàng đấy là trường hợp bệnh nhân bị gút có tăng axit uric máu, hoặc là bệnh nhân điều trị hóa chất, hoặc là bị hội chứng Fanconi. Những trường hợp mà sỏi Suvit thì sỏi Suvit đây thì thường gặp trong những trường hợp nhiễm khuẩn tiết niệu. Thì vi khuẩn ở đây nó sẽ giải phóng ra cái men urea để phân giải ure và làm giảm tạo tổng hợp ammoniac nước tiểu và dẫn tới cái giảm hòa tan cái Suvit và sẽ tạo điều kiện hình thành sỏi. Cái sỏi mà Suvit này nó có đặc điểm nó khác những loại sỏi khác, đấy là thường nó kích thước rất là lớn, nó nhìn như hình san hô mà chúng ta nhìn như là củ gừng ấy, mà nó cản quang và thường có cái nhiễm khuẩn kèm theo. Và cái vi khuẩn thường gặp đấy là vi khuẩn Proteus. Sỏi cystine là một cái bệnh di truyền gây rối loạn vận chuyển tại ống thận, mà lúc này thì cystine nó tăng đào thải qua thận và sỏi nó dễ kết tinh khi cái nước tiểu, pH nước tiểu giảm. Đây là cái hình mà của chụp các loại sỏi. Đây là sỏi canxi. Các bạn nhìn thấy cái sỏi nó rắn to, nó xù xì. Sỏi axit uric thì nó thường là nhỏ hơn và cái sỏi này nó dễ vỡ hơn. Đây là sỏi Suvit này, nó hình nó nhìn như củ gừng này, nó đóng những cái hình này nó đóng khung vào cái đài thận. Đây sỏi cystine. Về vị trí và tiến triển của sỏi thì vị trí thì chúng ta có thể gặp sỏi ở bất kỳ một cái vị trí nào của thận đến niệu quản, bàng quang, rồi đài bể thận. Thì nó có thể là ở cực trên, cực giữa, cực dưới đài bể thận, có thể nó nằm ở đài thận, nó có thể nó nằm ở bể thận, hoặc là nằm ở niệu quản, rồi bàng quang, hoặc là niệu đạo. Thế thì về tiến triển thì những cái trường hợp sỏi nhỏ dưới 5 mm hoặc là sỏi nhẵn thì nó có thể tự ra ngoài theo đường nước tiểu. Còn những trường hợp mà sỏi to hoặc là nó xù xì có gai ấy, thì thường nó sẽ bị kẹt lại và nó có thể di chuyển nhưng di chuyển rất là chậm, và những cái lần di chuyển nó sẽ gây ra những cái cơn đau. Và khi mà nó di chuyển chậm, nó bị kẹt lại thì cái sỏi nó sẽ lớn dần lên và nó di chuyển đến một chỗ nào đó thì nó dừng lại, nó sẽ to dần lên, nó sẽ gây tắc nghẽn mà dẫn đến một cái ứ nước thận. Và có trên giải phẫu thì nó có những cái đoạn hẹp tự nhiên mà sỏi rất hay bị kẹp đó. Thứ nhất là ở cổ đài thận ở cái vùng mà niệu quản, vùng chậu hông bắt chéo qua một số động mạch cũng có thể gây sỏi đấy.
phần niệu quản trong nội thành bàng quang, như là cái trước tôi đã chỉ cho các bạn một cái siêu âm đấy, một cái nơi đổ bàng quang, hoặc là vùng cổ bàng quang niệu đạo, là cái nơi cũng rất hay là khi đi tiểu thì cái sỏi nó hay kẹt ở cái vùng cổ bàng quang, và khi nó lớn thì nó có thể gây ra một cái tắc nghẽn. Đây là các cái hình minh họa về các vị trí sỏi có thể gặp. Đây, sỏi đây là sỏi đài thận. Ở cái vùng này, đây là sỏi bể thận. Đây là sỏi niệu quản, đây là sỏi bàng quang. Còn bên này, đây là sỏi bể thận. Và ở đây, chúng ta có thể nhìn thấy một cái sỏi ở cái phần mà nó đổ vào bàng quang, cổ bàng quang. Đấy là các vị trí có thể gặp. Về lâm sàng thì đau là triệu chứng thường gặp nhất. Thì cái cơn đau quặn thận điển hình như là tôi cũng đã mô tả bài trước, tức là cái cơn đau này thường là xuất hiện đột ngột sau khi gắng sức. Đau thì thường dữ dội và đau ở vùng niệu quản có thể lan ra sau lưng và có thể lan xuống dọc đường đi niệu quản. Bệnh nhân có thể có triệu chứng về bụng cấp, ví dụ buồn nôn, nôn chướng bụng. Đấy. Và có thể kèm theo cái cơn đau đấy là đái máu. Về các thể khác thì có thể là đau âm ỉ, cảm giác nặng tức khó chịu ở vùng hông lưng, hoặc là đau ở vùng niệu quản lan xuống hạ vị, hoặc có thể đau vùng bàng quang, hoặc có trường hợp thì sỏi nó không đau, tình cờ phát hiện mà cái sỏi không đau này thì chúng ta hay gặp nhất đấy là sỏi vùng bể thận. Mà nhất là những cái sỏi to mà nó không di chuyển được thì nó nằm yên mà không có biến chứng nhiễm khuẩn thì hầu như là bệnh nhân không đau đớn gì. Về rối loạn tiểu là cái triệu chứng thường gặp. Bệnh nhân có đái máu, mà đái máu thì thường kèm theo cái đái máu cân đau, ví dụ cân đau quặn thận. Cái đái máu này có thể là đại thể hoặc vi thể. Cái triệu chứng của cái viêm của bàng quang, ví dụ như tiểu bút, tiểu dắt, tiểu khó, rồi bí tiểu. Về dấu hiệu nhiễm khuẩn thì trong trường hợp mà nhiễm khuẩn tiết niệu cao thì thường có sốt. Mà sốt ở đây nếu mà trường hợp nặng có thể có cái sốt cao rét run. Còn nhiễm khuẩn tiết niệu vùng thấp thì thường là sốt nhẹ hoặc là không sốt. Có thể thấy cái trong trường hợp mà bệnh nhân có nhiễm khuẩn thì nước tiểu có thể đục hoặc là đái ra mủ. Khám thì dấu hiệu vỗ hông lưng dương tính trong trường hợp có ứ nước hoặc là có viêm nhiễm. Về ấn điểm niệu quản, nếu mà có sỏi niệu quản thì ấn điểm niệu quản 1/3 trên hoặc 1/3 rưỡi sẽ dương tính. Và nếu bệnh nhân có viêm bàng quang thì khi chúng ta khám thì chúng ta sẽ ấn cái vùng hạ vị, vùng trên sống mu là cái vùng ấy ấn mà bệnh nhân sẽ cảm giác tức khó chịu. Thế làm cái vỗ hông lưng thì có thể bệnh làm dấu hiệu chạm thận. Trong trường hợp thận to chúng ta có thể làm dấu hiệu chạm thận hoặc bập bềnh thận. Trường hợp mà sỏi mà kẹt ở cổ bàng quang niệu đạo hoặc là sỏi niệu đạo gây bí tiểu thì chúng ta có thể thấy được cái cổ bàng quang. Về cổ bàng quang thì về cái khám tiền lâm sàng tôi cũng đã hướng dẫn rồi. Thế cái cổ bàng quang nó nằm ở vị trí trên xương mu. Chúng ta sẽ gõ cái đục, mà đục theo hình nan hoa từ cái vùng, đấy là cái đục hình cầu vòng lên. Để nó sẽ phân biệt cái cổ bàng quang với các cái trường hợp mà có dịch trong ổ bụng. Thì dịch trong ổ bụng thì nó sẽ là cái gõ đục nó sẽ là hình lõm xuống chứ không phải vòng lên như là cổ bàng quang. Về xét nghiệm nước tiểu, tổng phân tích thì thông thường là chúng ta sẽ thấy trong nước tiểu nó sẽ có hồng cầu hoặc bạch cầu. Còn trong trường hợp bệnh nhân có cái nhiễm khuẩn ấy, thì nó sẽ có thêm cái nitrit dương tính. pH nước tiểu thì có thể là bình thường hoặc là thấp, hoặc cũng có thể là cao nếu trong trường hợp mà có nhiễm khuẩn. Còn protein niệu thì thông thường là không có, âm tính. Một số trường hợp có thể thấy protein niệu nhưng mà thường là protein niệu thì cũng không cao, quá 1g/24 giờ. Xét nghiệm soi tươi lượng gram hoặc cấy vi khuẩn chúng ta tiến hành khi nghi ngờ có nhiễm khuẩn. Và các cái vi khuẩn thường gặp ở đây, thường gặp nhất thì vẫn là E. coli. Rồi sau đấy đến Klebsiella pyogenes. Xét nghiệm cận nước tiểu thì có thể là phát hiện là các cái tinh thể như oxalat, phốt phát, canxi, những cái này ít giá trị. Chúng ta có thể đo nồng độ canxi trong nước tiểu, urat, citrat, oxalat trong nước tiểu.
Về xét nghiệm máu thì xét nghiệm chúng ta thường làm đấy là tế bào máu ngoại vi, thì nếu không có nhiễm khuẩn thì nó là bình thường, có nhiễm khuẩn thì có thể có bạch cầu cao và trong đó thì bạch cầu đa nhân trung tính sẽ chiếm ưu thế. Về xét nghiệm máu thì chúng ta cũng làm các cái xét nghiệm thông thường về đường, gluco, rồi ure, cre, canxi, điện giải đồ, và có thể sẽ thấy các cái bất thường, ví dụ như suy thận thì ure creatinin máu cao. Rồi nếu mà có cái tăng axit uric thì sẽ axit uric cao. Rồi nếu mà nghi ngờ do những nguyên nhân khác, ví dụ như là do cường thận giáp thì chúng ta sẽ làm cái hormone PTH và hormone của tuyến cận giáp, viết tắt của cái từ là parathyroid hormone, người ta gọi là không xét nghiệm PTH. Thấy máu thì bệnh nhân có cái sốt cao rét run và nghi nhiễm khuẩn huyết thì chúng ta sẽ làm. Về chẩn đoán hình ảnh thì về siêu âm hệ thận tiết niệu như cái bài trước tôi đã cũng nói khá kỹ rồi thì nó phát hiện được sỏi thận ở đa số các trường hợp cái thường này, nhưng mà một số trường hợp thì cũng không thấy được hết. Thế trong trường hợp không thấy được hết cái sỏi thận, sỏi niệu quản ấy, thì chúng ta cũng có thể thấy được cái hình ảnh gián tiếp, tức là thận ứ nước rồi niệu quản giãn to hơn bình thường, thì chúng ta cũng có thể nghi ngờ là có thể dưới đó có một cái nguyên nhân gây tắc nghẽn mà thường là sỏi. Chứ đừng những cái trường hợp này, tôi nghĩ rất nhiều trường hợp mà khi đi siêu âm bác sĩ nói là không thấy sỏi, người ta chỉ mô tả có cái giãn ngoài bề thận nhẹ niệu quản sao không thấy sỏi, thế là bác sĩ không có kinh nghiệm kết luận luôn là bệnh nhân không có sỏi, thế là không đúng. Thế còn những cái trường hợp sỏi, chúng ta phát hiện ra cái sỏi rồi kích thước sỏi, hình dạng sỏi như thế nào, để đánh giá được cái độ ứ nước của thận theo các cái phân độ như bài trước tôi đã trình bày. Cái nhược điểm của siêu âm là không phát hiện được trong trường hợp một bụng nó nhiều hơi, và thường là sỏi 1/3 là không phát hiện được. Về chụp X quang hệ tiết niệu không chuẩn bị thì chủ yếu là sẽ phát hiện được sỏi cản quang như là sỏi calcium oxalate hoặc calcium phosphate, và chúng ta trên X quang hệ tiết niệu sẽ không phát hiện được các sỏi không cản quang hoặc ít cản quang như là axit uric này, sỏi cystine này, hoặc là trường hợp sỏi nằm trùng vị trí xương không phát hiện được. Nên là khi phát hiện được thì chúng ta sẽ đánh giá được cái vị trí của sỏi ấy, nó nằm ở vị trí nào, kích thước ra làm sao, có bao nhiêu viên, hình dạng nó ra làm sao thì chúng ta có thể mô tả được. Và chụp X quang hệ tiết niệu thì còn một cái nhược điểm nữa là chúng ta có thể nhầm với các cái hạch khác, hạch vôi hóa hoặc là sỏi mật trong ổ bụng. Thì nếu trong trường hợp mà siêu âm X quang không đánh giá được thì chúng ta sẽ làm chụp CT scanner. Và CT thì là vẫn có hai 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 hình thức thông thường. Chúng ta sẽ chụp CT không cản quang để đánh giá về các cái phát hiện các loại sỏi, rồi vị trí, rồi mức độ tắc nghẽn của các cái tổn thương khác. Thế còn chụp cản quang trong trường hợp chúng ta cần đánh giá chức năng thận, đường bài xuất, và nhất là những trường hợp mà chúng ta bệnh nhân có cái cơn đau cấp như cơn đau quặn thận mà chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt với một số bệnh lý cấp cứu khác thì chúng ta sẽ chỉ định chụp CT. Ví dụ khi chụp CT chúng ta có thể phát hiện các bệnh lý khác như là phình tắc động mạch chủ này, hoặc là tắc mạch mạc treo này, tắc động mạch tĩnh mạch thận này, viêm ruột thừa này, vân vân. Và những cái bệnh lý bộ ổ bụng cấp cứu này nhiều khi rất là khó chẩn đoán. Về chụp hệ thận tiết niệu qua đường tĩnh mạch là UV là tôi đã nói là trong cái bài trước tôi giới thiệu rồi, mà mình bơm thuốc cản quang vào đường tĩnh mạch và sau đó thì chúng ta chụp vào vùng thận. Thì tức là sau khi ta chưa bơm thuốc cản quang vào tĩnh mạch, sau vài phút thì bắt đầu là cái thuốc nó được vận chuyển lưu hành và nó đến thận và nó được bài xuất ra qua các cái thùy nhu mô, rồi đến bắt đầu thì bể thận, rồi đến niệu quản và nó đi xuống bàng quang. Thế thì qua cái kỹ thuật này chúng ta có thể đánh giá được cái hình dáng thận và hình dáng của đài bể thận cũng như là hình dáng của niệu quản. Chúng ta sẽ thấy được nó to, nó giãn, nó bất thường, rồi nó chít hẹp, vân vân.
cái vị trí sỏi trong đường tiết niệu thấy được chính xác, ví dụ như là cái thuốc nó đi trong niệu quản nó dừng lại chỗ nào, chúng ta có thể thấy được cái tắc nghẽn chỗ đó. Rồi chức năng bài tiết chất cảm quan của thận từ bên, thì cái này nó đánh giá cái chức năng thận để giúp cho bác sĩ tiên lượng được cái việc mà ví dụ nếu bệnh nhân có sỏi thận hai bên thì chúng ta cân nhắc chúng ta sẽ làm bên nào trước. Và lưu ý là khi làm cái kỹ thuật này thì cái thuốc cản quang đường tĩnh mạch nó là một trong những cái độc chất mà nó gây độc với thận, mà ở trong cái bài mà viêm ống thận cấp mà tôi đã trao đổi là một trong những cái nguyên nhân có thể gây nên một cái hoại tử ống thận cấp, đấy là thuốc cản quang. Cái trọng lượng phân tử thuốc cản quang nó rất lớn mà nó gây độc thận. Rồi dị ứng, thì những cái dị ứng thuốc cản quang này nó có thể mức độ nhẹ nhưng có những trường hợp nó nặng mà nó xảy ra sốc phản vệ, và chính vì thế cho nên mỗi khi mà chúng ta cho bệnh nhân đi chụp mà có cắt lớp vi tính, có bơm thuốc cản quang hoặc là chụp hệ tiết niệu qua đường tĩnh mạch, bao giờ bên cạnh các cái dụng cụ chúng ta cũng phải có một cái hộp chống sốc, và đòi hỏi là những người kỹ thuật viên hoặc bác sĩ đều phải là những người mà thành thạo về cái cấp cứu ban đầu chống sốc. Bởi vì nếu kể cả cấp cứu thành thạo nó vẫn có thể một cái tỷ lệ nhỏ xảy ra đấy là chết người, và cái câu chuyện ấy cũng đã từng xảy ra rồi, từng xảy ra ở các bệnh viện, hầu như bệnh viện nào lớn nào cũng đã từng gặp rồi. Thành ra là khi chỉ định chụp những cái kỹ thuật này chúng ta phải hết sức thận trọng. Về một số phương pháp chẩn đoán khác là cái xạ hình thận, thì cái này nó tốt trong cái đánh giá chức năng thận, nhất là trong trường hợp mà chống chỉ định dùng thuốc cản quang. Chụp cái cộng hưởng từ thì ít sử dụng, như bài trước tôi nêu rất ít sử dụng, trừ trường hợp bệnh nhân mà chúng ta nghi là bệnh nhân có sỏi mà có thể kèm theo một cái tắc nghẽn do u trong ổ bụng tử cung thì chúng ta sẽ chụp MRI để tìm cái nguyên nhân. Còn cái soi bằng quang, trong trường hợp bệnh nhân có sỏi bằng quang hoặc niệu đạo, chúng ta có thể tiến hành soi bằng quang và chúng ta tiến hành lấy sỏi. Cái kỹ thuật chụp được thể thận ngược dòng thì cũng để tìm cái vị trí tắc nghẽn, xem là sỏi nó tắc ở đâu, nếu trong các trường hợp các kỹ thuật khác nó không tìm không không tìm được. Thì cái kỹ thuật này thì cái nguy cơ nhiễm khuẩn rất là cao, bây giờ người ta cũng ít dùng nếu như mà chúng ta các phương pháp khác đã chẩn đoán được. Bởi vì là tôi cũng đã giới thiệu rồi đấy, thì để mà làm kỹ thuật này chúng ta phải đưa một cái ống soi vào bàng quang, sau đó thì chúng ta phải tìm cái vị trí lỗ niệu quản, chúng ta phải đưa một cái ống thông qua lỗ niệu quản đi lên trên qua cái lỗ niệu quản từ bàng quang đi ngược lên niệu quản, và sau đó chúng ta bơm thuốc cản quang vào, thì thuốc cản quang nó sẽ đi dần từ dưới niệu quản, nó đi ngược lên trên trên thận, và nếu nó dừng lại ở chỗ nào thì đấy là vị trí tắc nghẽn ở chỗ đó. Thế cho nên khi chúng ta làm, đây là một kỹ thuật can thiệp, dù chúng ta có làm vô khuẩn đến đâu thì nó cũng là một kỹ thuật, nó can thiệp cho nên rất dễ gây một cái nhiễm khuẩn, mà nhất là còn nhiễm khuẩn mà nó không dừng ở cái nhiễm khuẩn ở bàng quang mà nó lại còn nhiễm khuẩn ngược lên trên niệu quản bể thận, thì đấy là một cái nhiễm khuẩn tiết niệu cao. Nên là những kỹ thuật này nó chỉ được dùng bởi chỉ định bởi bác sĩ chuyên khoa hoặc rất là thận trọng khi chỉ định. Về chụp về thận niệu quản xuôi dòng thì cái này chỉ định trong một số trường hợp mà các kỹ thuật khác không không làm được, không chẩn đoán được, thì người ta có thể đưa một cái catheter vào bể thận và sau đó thì người ta bơm thuốc cản quang để người ta chụp. Những cái chỉ định này thì rằng là rất thận trọng. Đây là một cái hình này, minh họa tiếp của cái sỏi thận đó, để các bạn xem lại. Để ứ nước đây, bể thận đây, và cái sỏi thận nằm đây. Và khi siêu âm cái sỏi thận, người ta sẽ thấy có cái cản lâm ở phía dưới cái sỏi. Các bạn nhìn thấy hình đen đen này, đây là cái cản lâm. Nếu mà có hai cái tiêu chuẩn này, thấy hình sỏi này, sỏi cản quang và dưới sỏi có cản lâm, thì này chắc chắn đây là sỏi. Đây là một cái hình minh họa về cái giãn lại bể thận. Các bạn nhìn thấy hình đen đen ở đây này. Giãn bể thận niệu quản thì ngay cái chỗ đổ ra của niệu quản có một cái hòn sỏi nó đóng khung ở đây. Đây là cái trường hợp mà viêm bàng quang
Các bạn nhìn thấy cái hình bàng quang đây, đấy nó chứa nước tiểu màu đen ở trong này. Thì cái thành bàng quang này rất là dày. Như vậy cái trường hợp là một cái viêm bàng quang mạn. Và người ta thấy một cái sỏi ở đây. Dưới sỏi có bóng cảm rất rõ này. Đấy, đây cái sỏi này nằm ở đây khá lâu rồi, nó gây ra một cái viêm bàng quang mạn, sỏi bàng quang. Đây là một cái hình chụp mà thận thường để phát hiện sỏi. Bệnh nhân này có một cái sỏi trên thận và một cái sỏi ở cái dưới niệu quản. Đây trường hợp, đây một cái trường hợp sỏi bàng quang, sỏi rất là to, tròn. Về chẩn đoán xác định sỏi thận tín niệu thì các cái dấu hiệu lâm sàng gợi ý sỏi đấy là đau vùng hông lưng, rồi đau vùng niệu quản hoặc đau vùng bàng quang, niệu đạo. Mà điển hình là cái cơn đau quặn thận, bệnh nhân có thể có cái triệu chứng đái máu, đái bút, đái rắt, đái đục, đái ra sỏi. Nếu mà đái ra sỏi là chắc chắn, nếu mà lâm sàng bệnh nhân đau, có cơn đau xong đấy là đái ra sỏi, cái đấy thì chắc chắn rồi. Vì rồi lâm sàng có thể có cái biến chứng là nhiễm khuẩn tiết niệu, có thể nước ứ mủ chúng ta phát hiện ra qua cái thận to, rồi có thể có cái suy thận cấp, suy thận mạn. Và tiền sử thì có cơn đau tương tự của bệnh nhân đã đói ra sỏi hoặc đã từng điều trị về sỏi thận tiết niệu. Thì đấy là những cái dấu hiệu gợi ý là bệnh nhân nếu có cơn đau thì gợi ý là bệnh nhân có thể là tái phát, sỏi tái phát. Về cận lâm sàng thì các cái cận lâm sàng như tôi đã nêu trên là siêu qua siêu âm này, quang hệ thận tiết niệu thường là CT scanner này, vân vân. Rồi các xét nghiệm về máu, nước tiểu thì có giá trị bổ sung, tức là chúng ta sẽ nước tiểu mà có vấn đề bất thường thì chúng ta sẽ có giá trị bổ sung để chẩn đoán phân biệt các cái trường hợp đau hay nguyên nhân khác. Hoặc là xét nghiệm máu để phát hiện có nhiễm khuẩn hay không, có suy thận hay không, để chúng ta làm các xét nghiệm để tìm các nguyên nhân để thuận lợi cạo sỏi. Về chẩn đoán phân biệt với đau do bệnh lý khác trong ổ bụng, ví dụ như nếu trường hợp mà cơn đau quặn thận như tôi nói thì phải bắt phân biệt với những trường hợp như là thường gặp nhất trong ổ bụng, như là sỏi mật này, viêm tụy cấp này, tắc ruột này, thủng tạng rỗng này, rồi viêm phần phụ này, trẻ ngoài tử cung vỡ, viêm ruột thừa là nếu mà đau ở khu vực vùng hạ vị tử cung này, rồi các cái đau bụng cấp như là tắc mạch mạc treo, phình tắc động mạch chủ. Đấy, thì những cái này, cái tắc mạch mạc treo, phình tắc động mạch chủ là nó bây giờ hiện tại cũng không phải là hiếm gặp. Đấy. Là phân biệt đái máu do nguyên nhân khác, tức là những cái trường hợp mà không có sỏi nhưng vẫn có thể có đái máu, mà đấy là cái trường hợp viêm bàng quang cấp mà thường gặp nhất là phụ nữ, tức là sau đái bút, đái rắt, có thể trước đó một ngày hoặc là trước từ buổi sáng bị đái bút, đái rắt thì buổi chiều bắt đầu đái ra máu, siêu âm quang đều không thấy sỏi thì đấy là viêm bàng quang cấp. Rồi những trường hợp lao thận tiết niệu có thể có đái máu, đại thể hoặc di thể mà không có sỏi. Rồi những trường hợp có cái u, bệnh lý khối u, có thể u từ vùng thận niệu quản cho u bàng quang thì bệnh nhân xuất hiện đái máu, nhưng mà khi làm siêu âm thì chúng ta sẽ phát hiện ra chụp các kỹ thuật chụp chúng ta sẽ phát hiện ra các khối u này. Cái trường hợp mà đái máu do dị dạng mạch thận thì cái này khá là hiếm gặp, nhưng mà cái đái máu do dị dạng mạch thận thì nó sẽ có đặc điểm khác với đái máu do các cái bệnh lý của sỏi thận, đấy là thường là nó sẽ không có bất kỳ một cái triệu chứng gì, không đái buốt, không đái rắt, mà không có cái dấu hiệu đau đớn gì báo trước, mà bệnh nhân thường xuất hiện đái máu đột ngột và số lượng máu rất là nhiều, thường xảy ra người trẻ. Rồi phân biệt với các cái hình cản quang vôi hóa ngoài thận thì chúng ta sẽ chụp, ví dụ như chụp X quang thận thì hệ tiết niệu chúng ta có thể chụp thẳng, chụp nghiêng, rồi có thể chụp cắt lớp vi tính để chúng ta xem các cái, biết được qua các cái lát cắt chúng ta sẽ biết là cái sỏi nó nằm ở đường tiết niệu hay là ngoài đường tiết niệu. Rồi chẩn đoán phân biệt các nguyên nhân khác với các cái trường hợp mà có khối u chèn ép gây hẹp niệu quản. Cái này thì nó ở trong cái bài mà dưới nước thận thì tôi đã nói kỹ rồi. Cái trường hợp ví dụ là có bệnh nhân có cái cục máu đông gây giãn đại bể thận thì cái này cũng rất dễ nhầm với sỏi niệu quản, hoặc là một những cái sỏi không cản quang chúng ta có thể nhầm,
vì trường hợp bệnh nhân có cái đái máu, xong đấy cục máu đông nó tạo nên cục máu đông và nó di chuyển xuống dưới niệu quản, nó gây tắc niệu quản, thì hình ảnh của nó cũng là siêu âm, cũng là giãn đài về thận rồi ứ nước niệu quản đấy. Và chúng ta bao giờ cũng cái phản xạ đầu tiên chúng ta phải nghĩ đến là sỏi đầu tiên, nhưng sau đấy chụp thì không thấy sỏi. Thì những trường hợp như này đòi hỏi thì chúng ta phải làm các kỹ thuật khác như là chụp cắt lớp chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy được. Rồi những trường hợp như trong bằng quang chẳng hạn, đấy những trường hợp cái cục máu đông này, chúng ta cũng có thể làm một số trường hợp như siêu âm mà chúng ta không có kinh nghiệm thì chúng ta cũng dễ nhầm với khối u đấy, hoặc là nghi là sỏi như vậy. Nhưng mà thông thường những nếu là cục máu đông thì nó sẽ không cản quang, nó sẽ không cản âm như là những hình mà tôi minh họa cho bạn xem. Và những trường hợp mà thắt cắt nhầm niệu quản như thế này là đã gặp rồi, nhưng mà như vậy thì chúng ta sẽ không tìm thấy những trường hợp như này, chúng ta sẽ thấy một tắc nghẽn mà khi chiếu chụp siêu âm sẽ không thấy sỏi, mà thường là liên quan với cái trường hợp mà ngay sau phẫu thuật. Về chẩn đoán biến chứng thì nhiễm khuẩn tiết niệu thì rất là hay gặp. Nhiễm khuẩn tiết niệu thấp đấy là ở cái vùng bàng quang niệu đạo, thì bệnh nhân có triệu chứng đái buốt, đái rắt, đái máu, đái đục, mà thường cái nhiễm khuẩn tiết niệu thấp thì thường không sốt. Đấy, xét nghiệm thì có bạch cầu niệu mà cũng có trường hợp là có vi khuẩn niệu. Nó còn nhiễm khuẩn tiết niệu cao thì là viêm thận về thận cấp, thì cái này trong bài viêm thận về thận cấp tôi đã nói rất kỹ rồi. Thế trường hợp nặng hơn thì bệnh nhân có thể ứ mủ về thận, áp xe quanh thận và đau vùng hố lưng này, sốt cao liên tục này, sưng nề, sưng nóng đỏ vùng mạng sườn, thể trạng chung rất là nặng vì một cái nhiễm khuẩn nặng. Còn những trường hợp mà để lâu ngày điều trị không triệt để thì có thể dẫn đến viêm thận về thận nặng. Trong trường hợp mà nhiễm khuẩn tái phát nhiều lần thì lúc này nó sẽ viêm thận về thận mạn, nó sẽ thể hiện bằng cái giảm chức năng cô đặc thận ở giai đoạn sớm, và giai đoạn muộn thì sẽ có suy thận. Nhiễm khuẩn huyết thì là một cái cũng là một cái thể nặng mà nó xuất hiện sau ngay sau khi mình có nhiễm khuẩn tiết niệu, thường là nhiễm khuẩn tiết niệu cao thì nó dẫn đến nhiễm khuẩn huyết rất là nhanh. Bệnh nhân sốt cao, rét run liên tục và cấy máu có vi khuẩn. Rồi các cái biến chứng về đái máu thì thông thường đái máu do sỏi thì có thể đái máu số lượng nhiều nhưng cũng có thể chỉ đái máu vi thể thôi. Rồi còn biến chứng tắc nghẽn mà gây ra ứ nước đài về thận niệu quản này, rồi gây bí đái do sỏi bằng quang niệu đạo, rồi biến chứng suy thận cấp thì cái này là thường là gặp trong trường hợp tắc nghẽn nặng đường dẫn niệu cấp ở hai bên thì nó mới suy thận cấp. Hoặc là có trường hợp nó chỉ tắc một bên thôi, nhưng mà nó sỏi một bên nhưng nó gây co mạch phản xạ và bệnh nhân có hôn niệu. Mà nếu không được điều trị kịp thời nó có thể suy thận cấp. Còn suy thận mạn thì là một cái thể khác, là nếu trong trường hợp mà cứ thận bị tổn thương do nhiễm khuẩn này, do ứ nước, ứ mủ kéo dài mà không được điều trị kịp thời thì nó sẽ dẫn đến viêm thận về thận mạn. Và từ viêm thận về thận mạn nó có thể dẫn đến các cái suy thận mạn, mà thậm chí suy thận giai đoạn cuối. Mà khi suy thận giai đoạn cuối thì tất cả các triệu chứng suy thận giai đoạn cuối điển hình nó sẽ thể hiện như là thiếu máu này, tăng huyết áp này, ure creatinine máu tăng này. Đấy là các cái biến chứng chúng ta có thể gặp. Về chẩn đoán nguyên nhân thì chúng ta phải tìm các yếu tố thuận lợi, các cái nguy cơ mà khiến sỏi dễ hình thành. Ví dụ như bệnh lý cường cận giáp. Cường cận giáp ở đây thì chúng ta có thể gặp các cái bệnh lý như cường cận giáp tiên phát, cường cận giáp thứ phát. Ở trên lâm sàng thì chúng ta hay gặp cái cường cận giáp thứ phát. Đấy là hay gặp nhất, như chúng tôi hay gặp nhất trên lâm sàng. Đấy là ở những trường hợp bệnh nhân có cái suy thận. Bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, lọc máu, chu kỳ. Rất hay có cường tuyến cận giáp. Và cái cường tuyến cận giáp này nó nặng mà đến mức mà như chúng ta phải can thiệp phẫu thuật. Và cái cường tuyến cận giáp nó sẽ gây ra rất nhiều vấn đề về sức khỏe ở cái bệnh nhân lọc máu, bệnh nhân suy thận mạn. Cái tăng axit uric máu, bệnh gút, những cái trường hợp mà bệnh nhân mà gút mà có tăng axit uric máu mà tạo sỏi mà dẫn đến suy thận thì những trường hợp này cũng không phải là hiếm gặp, nhưng mà thường là những trường hợp này nếu mà chúng ta điều trị tốt về axit uric máu thì cái tiên lượng bệnh nó cũng tốt hơn so với các cái trường hợp suy thận khác. Những bệnh nhân có cái bất thường về giải phẫu thì như là hẹp khúc nối về thận niệu quản rồi trào ngược bằng quang niệu quản. Cái hẹp khúc nối về thận niệu quản chúng ta hay gặp ở trẻ em, và nếu những cái này mà phát hiện được mà
phẫu thuật được thì nó sẽ rất là tốt. Rồi trào ngược bằng quang niệu quản, rồi thận móng ngựa, túi xa niệu quản. Thế những có những cái thì liên quan đến yếu tố di truyền, nếu mà bệnh nhân có cái tăng oxalat niệu hoặc cystin niệu toàn ống thận bẩm sinh, những trường hợp này rất là khó điều trị. Và nếu mà lấy được sỏi, chúng ta có thể đem lấy sỏi đi để phân tích thành phần sỏi, để phân loại sỏi, để tiên lượng cái việc điều trị, định hướng cho điều trị. Về điều trị thì về điều trị các tình huống cấp cứu, thứ nhất là những trường hợp ứ nước, ứ mủ về thận. Thì trong trường hợp ứ nước, ứ mủ về thận nặng, nếu như ứ nước nặng mà chúng ta có thể giải quyết được nguyên nhân thì chúng ta giải quyết ngay. Thế nhưng nếu mà ứ nước mà đã có biến chứng và nhiễm khuẩn ứ mủ về thận thì cái động tác đầu tiên chúng ta phải là dẫn lưu về thận qua da hoặc là đặt stent niệu quản nếu có thể được để dẫn lưu đi, dẫn lưu tháo những cái nước tiểu đọng ở đó. Sau đó chúng ta dùng kháng sinh và khi chúng ta đã kiểm soát được tình trạng nhiễm khuẩn thì lúc đó chúng ta mới tiến hành lấy sỏi. Trường hợp bệnh nhân có cái suy thận cấp vô niệu do tắc nghẽn thì cái này là chống chỉ định dùng loại tiểu và chúng ta phải giải quyết lấy sỏi cấp cứu. Và trong trường hợp mà bệnh nhân nặng mà có cái suy thận cấp thì chúng ta phải tiến hành lọc máu ngoài cơ thể trước khi tiến hành phẫu thuật. Bệnh nhân có cái bí tiểu cấp thì ví dụ như là bệnh nhân có cái cầu bàng quang chẳng hạn thì chúng ta có thể đặt xông tiểu để dẫn lưu nước tiểu. Trường hợp nhiễm khuẩn viêm thận về thận cấp thì chúng ta phải tiến hành cấy máu, cấy nước tiểu. Sau đó bắt đầu mới dùng kháng sinh. Và kháng sinh thì thông thường là viêm thận về thận cấp thì mà có nhiễm khuẩn huyết thì chúng ta phải dùng ngay kháng sinh tiêm. Và khi có kết quả cấy máu thì sẽ dùng theo kháng sinh đồ. Mà chúng ta chỉ lấy sỏi khi mà tình trạng nhiễm khuẩn đã được kiểm soát. Còn nếu bệnh nhân có đái máu đại thể số lượng nhiều thì chúng ta sẽ dùng thuốc cầm máu. Thuốc cầm máu đây thì nó thường là clarithromycin. Nhưng nếu bệnh nhân có đái máu nhiều mà đến mức thiếu máu thì chúng ta sẽ phải truyền máu. Còn khi đã suy thận giai đoạn cuối thì chúng ta phải lọc máu ngoài cơ thể. Và nếu mà có lấy sỏi thì chúng ta chỉ lấy khi mà chúng ta tiên lượng chức năng thận nó còn thì chúng ta sẽ phẫu thuật lấy sỏi. Hoặc là cái sỏi nó ở đấy nó gây ra nhiễm khuẩn, gây ra đau, bệnh nhân không chịu đựng được, chúng ta phẫu thuật lấy sỏi. Còn nếu mà quả gọi là sỏi nó nằm yên, không có biến chứng gì, mà suy thận mãn giai đoạn cuối rồi, người ta cũng không can thiệp lấy sỏi. Về những cái trường hợp mà chúng ta phát hiện ra sỏi tiết niệu nhưng chúng ta không điều trị, chúng ta chỉ theo dõi thôi, chúng ta không điều trị đó. Đấy là trong trường hợp mà thận nhỏ, sỏi thận nhỏ dưới 1 cm không có biến chứng, hoặc là sỏi niệu quản nhỏ dưới 5 mm chưa có biến chứng thì chúng ta sẽ theo dõi để xem nó có thể ra theo đường tự nhiên hay không. Và cái theo dõi này nếu mà không có biến chứng thì chúng ta cứ theo dõi định kỳ 6 tháng 1 năm 1 lần, làm xét nghiệm máu này, nước tiểu này, siêu âm này, kiểm tra hoặc chụp X quang. Về điều trị nội khoa hỗ trợ tống sỏi, chúng ta chỉ định trong trường hợp mà sỏi niệu quản nhỏ dưới hoặc bằng 5 mm, sỏi thuôn nhẵn, nhất là vị trí ở 1/3 dưới thì chúng ta có thể nếu mà biến chứng không có biến chứng gì như là giãn đài về thận, viêm thận về thận và cái cơn đau quặn thận kiểm soát được thì chúng ta sẽ điều trị nội khoa hỗ trợ tống sỏi. Và những cái trường hợp mà khi mà điều trị nội khoa thì chúng ta sẽ phải xem xét về các cái chụp để kiểm tra xem là cái dưới đường tiết niệu dưới sỏi đấy có hẹp hay không thì chúng ta mới có cho phép để điều trị tống sỏi được. Hoặc là trong khi bệnh nhân tán sỏi xong có một số sỏi nó ví dụ sỏi thận nhỏ nó rơi xuống niệu quản và nó có cái cơn đau quặn thận mà nếu sỏi nhỏ thì chúng ta có thể áp dụng cái điều trị nội khoa này để tống sỏi ra ngoài. Để các cái thuốc để điều trị hỗ trợ tống sỏi thì nó có cái nhóm chẹn alpha giao cảm mà người ta trên thị trường người ta hay dùng để điều trị cái tỷ lệ tuyến đấy. Thuốc ví dụ tamsulosin này, anfuzosin này. Hoặc có thể dùng cái nhóm chẹn kênh canxi, nó có tác dụng giãn cơ trơn niệu quản, nifedipine, tác dụng kéo dài.
hoặc có thể dùng các thuốc giãn cơ trơn khác như buscopan, rotaverin. Yêu cầu bệnh nhân là phải uống thật nhiều nước, lượng nước tiểu là phải từ 2 lít, 2 lít rưỡi trở lên. Để làm tăng cái dòng nước tiểu thì nó mới tăng tống suất được. Và yêu cầu bệnh nhân tăng vận động, có thể chạy, nhảy tại chỗ. Và chúng ta phải theo dõi sát bệnh nhân để phát hiện xử trí biến chứng khi cần. Ví dụ như cái bệnh nhân đang dùng thuốc này, rồi bắt bệnh nhân vận động, bệnh nhân lại xuất hiện lại cơn đau quặn thận trở lại, thì lúc đấy lại phải dừng lại, lại phải dùng thuốc giảm đau, lại phải các thứ tích cực khác. Thế còn khi nào bệnh nhân đỡ đau, cơn đau kiểm soát được thì chúng ta mới mới áp dụng cái điều trị tổng suất như này. Đau thì chúng ta dùng thuốc giảm đau thông thường nhất là dùng thuốc giảm đau bậc 1 như là paracetamol. Paracetamol kèm với codeine, morphine. Rồi điều trị tống suất sỏi như là ở trên, rồi điều trị lấy sỏi. Thì đấy là điều trị về nhiễm trùng. Cũng như trên giãn cơ về suy thận cấp, thì nếu bệnh nhân có tắc nghẽn phía dưới thì chúng ta không được phép dùng lợi tiểu. Và nếu bệnh nhân có vô niệu kéo dài, có máu xong thì chúng ta mới có thể lấy suy thận mạn. Thì nếu như chức năng thận vẫn còn, có nghĩa là bệnh nhân chưa suy thận giai đoạn cuối, thì chúng ta sẽ cố gắng chỉ định lấy sỏi. Nếu suy thận thận cuối thì chúng ta chỉ phẫu thuật lấy sỏi hoặc cắt thận khi bệnh nhân có nhiễm khuẩn, có ứ nước nặng, đái máu kéo dài. Về điều trị lấy sỏi thận thì có nhiều phương pháp tùy theo chỉ định chống chỉ định. Cái tán sỏi ngoài cơ thể này là cái kỹ thuật mà trước đây người ta áp dụng đầu tiên ấy, nó bắt người ta áp dụng cách đây khoảng vài chục năm rồi, trên 20 năm rồi. Đây kỹ thuật đầu tiên người ta áp dụng, thì người ta áp dụng trong những trường hợp mà chức năng thận vẫn còn tốt. Vì chức năng thận tốt thì sau khi tán sỏi xong, cái sỏi nó vỡ ra thì nó mới đào thải qua đường nước tiểu được. Thận thì thường là không ứ nước, hoặc nếu có chỉ ứ nước nhẹ thôi, và nó phải không có tắc nghẽn dưới sỏi thì nó mới tống suất sỏi ra được. Mà bệnh nhân thì không có các chống chỉ định tán sỏi. Về kích thước thì sỏi thường là người ta sẽ ưu tiên cho những sỏi mà dưới hoặc bằng 20 mm sỏi thận, còn sỏi niệu quản là thường dưới 10 mm, có tài liệu thì là người ta nói dưới 15 mm. Về vị trí thì sỏi thận là thường chỉ định tốt nhất, hoặc là niệu quản 1/3 trên, một số trường hợp sỏi niệu quản 1/3 dưới. Khi người ta định vị được sỏi thì người ta có thể tán được. Và cái biến chứng của tán sỏi có thể gặp, đấy là tắc niệu quản, do khi chúng ta tán sỏi thì cái viên sỏi, ví dụ viên sỏi to 2 mm, 20 mm, 2 cm ấy, nó vỡ ra, nó không vỡ thành các mảnh vụn nhỏ mà nó vỡ thành một vài mảnh lớn, mà một vài mảnh lớn nó rơi xuống niệu quản, nó gây tắc nghẽn niệu quản, gây ra cơn đau quặn thận cấp, thì lúc đó chúng ta lại phải tiếp tục để giải quyết cái tình trạng là tắc nghẽn cấp do sỏi. Đấy là cái biến chứng thường gặp nhất. Thứ hai nữa là tụ máu thận do cái chấn thương, rồi bệnh nhân có thể đái máu do các cái chấn thương, có thể là có những biến chứng khác nữa, ví dụ thủng niệu quản, cái đấy có thể gặp. Thế cho nên đòi hỏi là sau cái tán sỏi này thì theo dõi rất là sát bệnh nhân để phát hiện các biến chứng và xử trí khi cần. Kỹ thuật thứ hai là nội soi ngược dòng tán sỏi. Kỹ thuật này người ta sẽ đưa một cái dụng cụ nội soi theo cái đường từ bàng quang ngược lên niệu quản, để người ta khi mà gặp sỏi người ta sẽ tán sỏi, thường là tán bằng tia laser, thì là áp dụng cho sỏi niệu quản dưới hoặc bằng 15 mm. Mà vị trí thì thông thường nó từ 1/3 giữa đi xuống, còn nếu cao quá thì người ta cũng không đưa lên được. Rồi trường hợp mà các cái trường hợp mà khi làm cái nội soi này thì nó sẽ có biến chứng. Biến chứng là thường gặp, nó có thể là khi mình bắn cái sỏi nó đang từ ở giữa thì nó chạy ngược lên trên, cái đấy có thể gặp.
cái thì chúng ta lại phải đổi cái các kỹ thuật về chấn thương, thì cái này tất cả các cái trường hợp nội soi đều có thể gặp. Chấn thương nhẹ thì nó chỉ có bầm dập, đấy, nặng thì nó có thể gây thủng niệu quản. Và cái di chứng sau cái tán sỏi này nó có thể để lại các di chứng như là chít hẹp niệu quản, hoặc là có thể gây nhiễm khuẩn ngay trong quá trình tán sỏi, hoặc là sau quá trình tán sỏi thì trong bao giờ người ta cũng phải đặt một cái sông gọi sông danh di để nó dẫn lưu nước tiểu rồi dẫn lưu các cái cặn sỏi. Thì cái đây cũng là một cái dị vật mà nó rất dễ gây nên một cái tạo điều kiện thuận lợi trong cái nhiễm khuẩn. Lấy sỏi thận qua da, đây là một cái kỹ thuật là cũng có thể coi là kỹ thuật mới mới được áp dụng trong vài năm gần đây. Và cái kỹ thuật này bây giờ nó dần dần nó trở thành thường quy, là những cái bệnh viện lớn, thì bệnh viện hạng 1 trở lên tuyến tỉnh là họ có thể làm được kỹ thuật này rồi. Và kỹ thuật này khi mà được áp dụng thì nó sẽ gần như là nó sẽ thay thế cho đa số các trường hợp mà có chỉ định phẫu thuật mổ mở trước đây. Thì khi để làm cái kỹ thuật này, người ta sẽ tạo một cái đường hầm nhỏ ở ngoài da, xong người ta đưa vào bể thận. Và vào đến bể thận thì người ta sẽ tán sỏi, định vị luôn được sỏi, vừa soi vừa định vị sỏi, và người ta tán trực tiếp luôn. Người ta quan sát, người ta tán trực tiếp luôn. Vì thế cho người ta có thể tán được rất nhiều vị trí, và nhất là những trường hợp mà sỏi ở đài dưới, đài bể thận, cực dưới của thận. Thì thường những cái trường hợp như vậy, nếu mà chúng ta có tán sỏi qua da thì cái sỏi vị trí cực dưới nó không đẩy ngược lên được, nó không ra được. Cho nên cái kỹ thuật này nó có thể tán sỏi các vị trí. Và khi ở đây người ta sẽ dùng sóng siêu âm hoặc sóng laser nó phá vỡ sỏi. Sau đó người ta tiến hành một số trường hợp thì có thể người ta bơm để cho nó trôi theo cái dòng nước tiểu đi xuống bàng quang và được tống xuất ra ngoài. Mà cái kỹ thuật này chúng ta có thể áp dụng cho mọi loại sỏi. Và khi các phương pháp tán sỏi qua da hoặc tán sỏi nội soi thất bại thì chúng ta có thể làm cái phương pháp này. Về lưu ý chống chỉ định thì trong trường hợp bệnh nhân có rối loạn đông máu nặng hoặc là nhiễm khuẩn chưa kiểm soát được, hoặc là bệnh nhân có thai thì chúng ta không làm kỹ thuật này. Về phẫu thuật lấy sỏi thì trong những trường hợp bệnh nhân có chống chỉ định tán sỏi hoặc là thất bại khi tán sỏi thì chúng ta sẽ chỉ định phẫu thuật lấy sỏi. Thì đấy, với các cái kỹ thuật mà tôi đã nêu ở trên thì bây giờ cái phẫu thuật lấy sỏi thì bây giờ người ta nó sẽ càng ngày nó càng ít đi. À, rồi một kỹ thuật nữa là nội soi bằng quang để tán sỏi, để lấy sỏi niệu đạo hoặc là lấy sỏi bằng quang. Về điều trị các cái nguyên nhân thuận lợi cho cái sỏi tái phát thì điều trị chung cho mọi loại sỏi thì về chế độ ăn uống sinh hoạt thì nếu mà không có tắc nghẽn phía dưới thì bệnh nhân đều phải uống nhiều nước, và lượng nước tiểu thường là đảm bảo là ăn cân đối nhiều chất xơ, giảm muối. Về giảm đạm trong bệnh gút, nếu mà bệnh gút thì chúng ta phải ăn giảm đạm và giảm canxi trong trường hợp bệnh nhân có tăng canxi niệu, giảm cân nếu bệnh nhân có béo phì, hoạt động thể lực đủ để làm sao để cho nó khi mình vận động thì các cái lưu thông nước tiểu cũng sẽ tốt hơn. Về thuốc dự phòng tái phát trong trường hợp sỏi canxi mà có tăng canxi niệu thì chúng ta sẽ dùng lợi tiểu thiazid hoặc là lợi tiểu anđelfamid để điều trị tăng canxi niệu nguyên phát. Thì các cái lợi tiểu này nó sẽ làm tăng cái tái hấp thu canxi ở đường niệu và nó làm giảm cái canxi niệu. Có thể dùng cái kali citrate để ức chế kết tinh sỏi. Trong trường hợp tăng oxalat niệu thì chúng ta giảm cái lượng oxalat ăn vào. Chúng ta có thể kiềm hóa nước tiểu bằng các cái thuốc như ví dụ như calcium carbonate, kali citrate hoặc magnesium gluconate. Trong trường hợp bệnh nhân có giảm citrate niệu thì chúng ta cho kali citrate để làm điều trị. Trường hợp mà bệnh nhân có toan hóa ống thận thì chúng ta cũng kiềm hóa nước tiểu như là bằng các phương pháp như dùng calcium hoặc là kali citrate. Xin lỗi các bạn.
luyện hút. Thì chúng ta ngoài cái chế độ ăn giảm đạm này, chúng ta có thể điều trị các thuốc hạ axit uric máu như là alloquinone này. Thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân uống nhiều nước để đảm bảo lượng nước tiểu trên 2 lớn hoặc bằng 2,5 lít này. Và chúng ta uống thêm natri bicarbonate 5 đến 10 gram một ngày để làm sao cái tăng cái pH niệm lên, làm kiềm hóa nước tiểu. Và kiềm hóa nước tiểu thì là cái không có sỏi, cái axit uric nó không không lắng đọng để tạo thành cái sỏi urat. Trường hợp sỏi suvit mà sỏi mà do nhiễm trùng thì chúng ta nếu mà điều trị chúng ta phải dùng kháng sinh kéo dài, có thể dùng kéo dài 2-3 tháng và dùng kháng sinh cái nhóm clotrimoxazone hoặc quinolone. Sau khi loại bỏ sỏi thì chúng ta phải điều trị. Trường hợp sỏi cystine thì chúng ta sẽ kiềm hóa nước tiểu, làm sao để pH niệu cao từ 7,8 đến 8. Chúng ta sẽ dùng natri bicarbonate hoặc dùng kali citrate. Có thể dùng thuốc như diphenhydramine, alpha-mercapto, propionyl-glycine. Nhưng mà những cái thuốc này thì nó hay có các tác dụng phụ giảm tiểu cầu. Về điều trị nguyên nhân, nếu mà chúng ta phát hiện được, ví dụ như trong trường hợp mà cường cận giáp, và ở cái cường cận giáp ở mức độ nặng, chúng ta có thể tiến hành phẫu thuật cắt tuyến cận giáp. Như vậy là tôi đã trao đổi với các bạn xong bài sỏi thận tiết niệu. Thì các bạn cũng có một số điểm cần lưu ý, đấy là sỏi thận tiết niệu bệnh thường gặp và các cái biến chứng của sỏi thận tiết niệu thường gặp, nhất là nhiễm khuẩn tiết niệu, thận ứ nước, ứ mủ và có thể có suy thận cấp, suy thận mạn. Và chúng ta có thể theo dõi điều trị bảo tồn bằng cái điều trị nội khoa nếu không có biến chứng. Còn trường hợp có biến chứng thì chúng ta sẽ điều trị theo các cái biến chứng mắc phải. Còn những cái trường hợp mà sỏi to thì chúng ta nên điều trị để phòng các biến chứng có thể xảy ra. Còn cần phải phát hiện sớm, xử trí sớm các biến chứng để tránh được các cái hậu quả nặng nề. Ví dụ như là thận ứ nước, ứ mủ, rồi là viêm thận về thận cấp, rồi suy thận cấp, suy thận mạn và cắt bỏ thận. Những cái đến khi mà phải làm đến cắt bỏ thận hoặc là suy thận mạn phải chạy thận thì đúng là rất là đáng tiếc nếu chúng ta không phát hiện sớm cái sỏi thận. Như vậy là tôi đã trao đổi với các bạn là 2 bài. Thế thì bây giờ xin mời các bạn có cái gì cần trao đổi thì mời các bạn phát biểu. Lớp mình hôm nay là có 51 bạn, như vậy đến thời điểm này là vẫn thiếu 3 bạn. Trong cái trường hợp là thận ứ nước ạ. Tại sao không được dùng loại tiểu ạ? Bởi vì này, bởi vì thận ứ nước trong đấy mình có nói rồi đấy. Thận ứ nước mà trong trường hợp thận ứ nước ở đây mà nếu là do nguyên nhân tắc nghẽn thì mình không được dùng loại tiểu, bởi vì làm sao? Bởi vì khi đã có cái tắc phía dưới nó gây ra cái thận ứ nước rồi. Thì bây giờ nếu em dùng lợi tiểu vào thì nó sẽ làm cho cái thận ứ nước nó càng nặng lên khi mà em chưa giải quyết được nguyên nhân tắc nghẽn. Do đó là chống chỉ định để dùng lợi tiểu trong trường hợp đó. Còn nếu mà tắc nghẽn, nguyên nhân tắc nghẽn mà đã được giải quyết rồi mà thận nó có ứ nước thì mình vẫn dùng lợi tiểu bình thường. Nếu có chỉ định. Nhé. Dạ vâng ạ.